Top 3 điện thoại chiến game từ 2 tới 4 triệu. Máy mới chính hãng rẻ nhất có em Redmi 10C 2.8 triệu. Sử dụng Snapdragon 680. Chơi liên quân tốt ở đồ họa cao 60fps. Nhiệt độ thì mát, pin siêu trâu. Hiển thị không quá ngon nhưng được cái màn to và full tiếng Việt. Máy xách tay mới ngon nhất thì có Redmi Note 12 4.2 triệu. Snap 4 Gen 1 chiến các game phổ thông như liên quân, Free Fire, tốc chiến, PUBG cực ngon. Thậm chí chưa được cả Genshin Impact 30fps. Màn hình xuất sắc tầm giá, Super AMOLED 120Hz. Pin trâu sạc nhanh, mỗi tội chỉ có một loa. Máy cũ thì quất em LG G8 3 triệu. Snap 855 mạnh nhất tầm giá. Chơi các game phổ thông max setting, cứ tắt game Turner đi là được. Genshin Impact thì chơi 4x fps cũng tạm ổn. Màn đẹp, full tiếng Việt, mỗi tội pin hơi hẹo. Link cả ba máy dưới phần mô tả cũng như bình luận ghi nhé.